Tổ công tác 141 đã vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại ngã tư Võ Trí Công Sơn La vào chiều ngày hôm qua. Theo đó, tổ công tác Y1141 Công an thành phố do Trung tá Đinh Ngọc Đạo làm tổ trưởng khi đang làm nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, lập tức thanh niên này đã vứt lại xe bỏ chạy. Nhận thấy có dấu hiệu bất bình thường, đội hình truy bắt đã được thiết lập. Chỉ ít phút sau đó, lái xe đã bị khống chế, đưa về chốt kiểm tra. Qua đó phát hiện trong túi đeo chéo trước ngực đối tượng có một gói ma túy dạng heroin và một viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên Đỗ Ngọc Cường, sinh năm 1991, trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái. Cường khai nhận số ma túy trên mua của một người không quen biết nhằm mục đích sử dụng. Tuy nhiên khi đang đi đường thì đã bị phát hiện bắt giữ hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho cơ quan công an phường xuân la tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật